nào. Bưởi cũng vậy. Ôi, thằng này nó đã đóng cái cốp mẹ à, chưa đóng. Các bạn phải hình dung là những cái quả bưởi này là ghép từ tháng 4, tháng 3, tháng 4 hàng năm. Nhưng mà nếu mà tầm này mà rụng nhiều quả quá, từ từ 2 phút để anh nói. Các bạn nó ơi, từ không thụt được đâu, anh có giải rút rồi. Các cái loại này mà ngày xưa mà ông cõng mà ông ấy buộc ấy thì là cũng nguy hiểm đấy. Vừa mua về hôm sau héo mẹ quả rồi. Không liên quan đi quả áo đẹp đấy nhỉ? Nó khen anh áo đẹp mà mày cái này khen tiếp à? À, em sẽ mua cho anh thêm mấy bộ nữa, mặc đẹp lắm. Các bạn hình dung chưa? Bưởi nhiều quả như này, nhưng mà nếu mà ăn gian mà các bạn mua phải chỗ nào nó không uy tín ấy, tức là cái quả này nó vừa mới buộc lên, tức là cái chỗ này nó vừa mới rụng một quả nhá, thế nào nó vát xong rồi lấy dây thép nó cuốn xong rồi nó buộc. Còn tất cả những quả này đã được ghép từ tháng 3, tháng 4 hàng năm rồi, đến bây giờ đến tháng 12. Thế đóng cửa vào đấy, thế cho nên nói về cái chuyện quả bưởi Tết cũng nó cũng thế. Nếu mà mua về cái chỗ nào mà nó không uy tín ấy, là cái quả mới vát buộc lên trên ý. Các bạn trông thì thấy nhiều. Chết làm sao được mà chết. Không bao giờ chết. Hầu như cháu chăm không, nó kiểu nó hết mùa hoa mình chưa cho ăn ấy. Không chết được. Mà đang nói chuyện mộc hương, ông cứ ngồi ông cả gạ thế là lại nói chuyện khác. Đây là nói chuyện về các bạn mà mua bán mà không tỉnh, hoặc là mua phải những chỗ nó không uy tín rồi nó ảnh hưởng đến cái thị trường mộc mà nói. Khi mà tôi nói cái điều này thì 100 người đang xem là cũng phải hiểu như thế này này. Tôi không dám là nhận mình là idol hay là số 1 hay thế nọ thế kia. Nhưng tôi chỉ bảo như này này, các người buôn khác hoặc là những người bán khác, có thể nó không được như mình, nó không nghĩ đến cái thị trường chung mà nói. Ví dụ thị trường chung của Mộc Hương, khi các bạn mua ở trên mạng hoặc mua ở những cái nơi nó không uy tín. Chứ tôi không dám đại diện cho một ngành nghề gì, đại diện cho bất cứ ai để mà nói cái bài này. Để tôi thuyết phục mọi người mua của tôi để cho uy tín hơn. Tôi chỉ nói cho mọi người là như thế này. Nếu các bạn mua hàng của cái nơi nó không uy tín ấy, thì có thể là cũng là cái bầu này cũng mầm, cũng lá, cũng xanh như thế này. Nhưng thực tế là hôm nay các bạn mua thì tối hôm qua hoặc là nó vừa mới cắm à. Xong rồi đến bây giờ nó đi giao cho các bạn thì lá xanh như thế này, lá cũng như thế này, cũng mầm như thế này, cũng hoa như thế này. Nhưng các bạn phải hình dung là bây giờ các bạn nhận được, nhưng mà vừa mới một tiếng trước nó vừa mới đi cắt cành ở các cái cây khác nó cắm ở đây này. Làm mẹ thì có dễ. Về các bạn trồng là chết mẹ nó hết. Thế là lần sau bảo là mua cái loại mộc 20 phân. Các bạn bảo là về tao trồng 100 cây thì nó chết con bà nó hết thì mua làm cái gì. Thế là người khác người ta bảo là thế thì cái loại này không nên trồng. Các bạn hình dung chưa? Nếu mà các bạn muốn mua cái loại này bây giờ tôi bỏ ra cũng được thôi. Nhưng nó lại mất công để tôi lại cho vào. Cho nên các bạn cứ hình dung là, các bạn hình dung là cái cây như thế này. Đây rễ của nó như thế này này. Đây rễ nó ra như này này. Đấy, để cho các bạn biết. Chứ còn đôi khi các bạn, khi mà tôi nói cái vấn đề này, sợ là mọi người lại bảo là thế thì là các nơi khác là nó không uy tín, có mỗi thằng bỏ mẹ này nó đang nói là uy tín. Nhưng mà tôi thực ra tôi chỉ hướng dẫn mọi người là ở trên mạng, nói thật ra là nhiều con sâu nó làm giàu lồi canh, nó muốn bán siêu lợi nhuận. Thì hiện tại bây giờ bạn đặt hàng 100 cây mọc con như thế này thì nó đóng vào cái bầu như thế này, xong rồi nó ra nó cắt mẹ nó cành này này. Tức là hôm nay bây giờ các bạn đi giao thì bây giờ là nó làm cái trò này. Đây tôi xin phép là để cho hướng dẫn những ông nào mà mua hàng. Đấy vặt với khỏi khéo đấy, không là nó mất cái ngọn. Đấy thế là một cái bầu con như thế này, xong rồi ví dụ như cây này nó chết nha, là nó còn mỗi cái bầu đất thôi. Đấy thế là nó trò phạt, nó cắm mẹ nó vào đây, đã có rễ mẹ đâu. Đấy còn cái cây mà có rễ của tôi là không nói làm gì nha, tôi đang ví dụ là cái bầu đất này nó không có cây. Đấy thế nào cắm mẹ nó vào đây, cắm sâu vào. Đấy thường là mọi người mua hàng mọi người dám xé dám ấy ra đâu. Chỉ có xé bầu mọi người giữ nguyên cái đất này này. Đấy thế là được một cây 30 phân. Đấy thế là được 15.000. Nếu bán 10 cây 15.000. Nhưng mà về phát trồng là chết. Đấy làm gì có dễ. Các bạn hình dung chưa? Nó cứ đi ngắt xong rồi. Tức là nắm trỏ lắm, con sâu làm giàu nổi canh. Thế là ông mua 100 bầu của nó, thế là ông chết. Chết về thế là lại bảo là mua cái loại này về bao nhiêu là chết bấy nhiêu. Các ông đừng có trồng. Đừng có trồng. Thà mua cây to còn hơn. Nên là tôi lấy ví dụ cho các ông biết là các ông mua là cũng trăm người bán, vạn người mua. Nhưng mua ở đâu mà để cho các ông có một cái niềm tin để trồng những cái loại này, hoặc là trồng cái hàng như thế này dễ này. Các bạn hình dung chưa? Lá không có răng cưa thì là mộc tàu à? Nói về cái chuyện lá có răng cưa hay không răng cưa, nó không quyết định là mộc tai mộc tàu. Đây, thế cây không răng cưa thì nó là cái gì? Đây, nhìn đi. Cái chuyện răng cưa hay không răng cưa nó không quyết định là mộc tai mộc tàu. Mẹ cây mộc tàu cũng có răng cưa bình thường. Còn chứ không biết thì nói, không biết thì ngồi im. Tại vì tôi đã từng phân tích cho mọi người, tôi đã quay cho mọi người hai cái loại mộc tàu lá có răng cưa rồi. Hiểu chưa?
thế nó cắm cả rễ lẫn cành thì ai biết. Thì thực ra là các bạn phải biết là, tôi phải nói thật nhá, nếu các bạn có tư duy, các bạn thừa biết là ai buôn gian bán dối. Các bạn cứ thấy rẻ các bạn mua, xong rồi các bạn khi các bạn thấy cây này các bạn muốn mua nhá, ví dụ thấy cây này muốn mua, các bạn chỉ mất khoảng tầm 5-10 phút để các bạn xem ra người ta có uy tín hay không. Các bạn vào Zalo theo cái số của người ta xem hoạt động buôn bán có diễn ra thường xuyên hay không. Đã cái Zalo ấy được lập bao nhiêu năm rồi, hay cái TikTok lập bao nhiêu năm rồi, có